Bây giờ tôi sẽ thực hiện cú sút trái phá nhá. Quả này gọi là trái phá. Sút mu lực mạnh ở sút penalty đấy. Các bạn nào thích sút penalty thì nhảy vào đây nhá. Tôi sẽ cố gắng sút gần cột dọc nhất. Đây là khoảng cách 11 mét. Sút về bên trái hoặc bên phải là tùy các bạn nhé. Không phải quả nào là cũng sút được 100% đến góc ạ. Nó cũng hơi lệch về phía thủ môn một tí. Nhưng mà chúng ta sẽ điều chỉnh làm sao là bóng căng mạnh, chính xác nhất vào cái góc ạ. Vào gần cột dọc nhất. Trái phá thì thủ môn không bắt được không ạ? Có bay cũng chẳng bay được. Hôm nay gió thực mạnh, nó làm đổ máy quay của tôi. Hôm nay tôi chỉ sút vào phía bên tay trái của thủ môn đấy ạ. Vừa rồi là lệch quả đầu, quả thứ nhất là mình bị lái hơi quá bên kia thì mình sợ bay ra ngoài nên mình lại lái nhưng mà nó lại vào giữa gôn ạ. Hai quả đấy là không thành công ạ. Thank you.
sẽ sút nốt quả này. Mệt quá bạn ạ. Tôi chỉ là tham khảo đó các bạn nhé. Nó được áp dụng hay không là cái người chơi bóng, người ta thích áp dụng thì áp dụng, còn không áp dụng thì có thể sút kiểu khác. Vâng, tôi về rồi, mệt quá rồi.